đại diện Hội Ân xá Quốc tế đến Việt Nam. Lần đầu tiên tổ chức Ân xá Quốc tế được Hà Nội mời đến Việt Nam và chấp nhận cho gặp giới bất đồng chính kiến trong nước. Chuyến thăm kéo dài 6 ngày, kết thúc vào thứ Bảy tuần trước, nhưng chỉ được Ân xá Quốc tế chính thức tiết lộ vào hôm 6 tháng 3. Ông Frank Januzzi, Phó Giám đốc điều hành của Hội Ân xá Quốc tế cho biết, trước chuyến thăm, ông đã yêu cầu được gặp các nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở trong nước. Ông đặc biệt nêu danh hai nhà hoạt động nổi tiếng là luật sư Nguyễn Văn Đài và bác sĩ Phạm Hồng Sơn, và Hà Nội đã chấp nhận đề nghị của ông. Theo tường trình của ông Januzzi cho biết, mục đích của chuyến đi của ông là để hỗ trợ và thiết lập các cuộc đối thoại về nhân quyền giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng thời thăm dò các kênh đối thoại khác nhau để cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Sau các cuộc thảo luận tại các cơ quan chính phủ, ông Januzzi tỏ ra lạc quan về triển vọng mở đối thoại về nhân quyền với Việt Nam trong tương lai. Khi được hỏi về cuộc tiếp xúc với ông Januzzi, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Nguyễn Văn Đài đã nói rằng giới đấu tranh cho dân chủ ở trong nước đang lạc quan một cách thận trọng và tình hình đang có những diễn biến hết sức tế nhị. Tờ báo The New York Times số ra hôm 6 tháng 3 đã đăng một bài viết tựa đề "Bị áp lực về vấn đề nhân quyền, Việt Nam cho phép Hội Ân xá Quốc tế đi thăm Việt Nam". Bài viết này nói rằng cuộc đối thoại diễn ra giữa lúc Việt Nam đang trong tiến trình tham khảo để soạn một hiến pháp mới để tìm cách giải quyết các quan tâm về các quyền dân sự và tinh thần khoan dung tôn giáo là những lĩnh vực mà giới lãnh đạo Việt Nam đã bị các nước Tây Phương và các tổ chức nhân quyền quốc tế cực lực đả kích trong thời gian qua. Theo ông Januzzi, thì các nỗ lực nhằm tu sửa hiến pháp là một dấu hiệu cho thấy là giới lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng xử lý các vấn đề về nhân quyền. Tuy nhiên, giới lãnh đạo đảng, nhà nước và quân đội Cộng sản Việt Nam đã không ngừng lên tiếng cảnh báo người dân trong nước không được đóng góp những ý kiến trái ngược với đường lối của đảng cho dự thảo hiến pháp. Có phải chăng ông Januzzi đã quá lạc quan hay không? Ông Januzzi từng làm việc cho Phó Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng John Kerry thời mà hai ông này còn là những thượng nghị sĩ. Ông Januzzi nói, ông hy vọng Hội Ân xá Quốc tế trong thời gian tới sẽ có một đại diện thường trực tại Việt Nam và tỏ ý muốn thực hiện một cuộc khảo sát chi tiết về các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, điều mà Hội Ân xá Quốc tế đã làm tại Miến Điện, đưa đến những kết quả tốt đẹp.